Đây là những hình ảnh mà cộng đồng mạng ghi lại được. Hàng chục nghìn tấn cam sành Hà Giang chín lót đường cho xe chạy. Người dân ở vùng trồng cam cho hay, cam chín không kịp thu hoạch vì không có thương lái thu mua. Người dân trồng mít Thái khóc ròng vì giá giảm sâu kỷ lục chưa từng có tiền lệ với loại trái cây này. Trước Tết Nguyên đán, giá mít Thái từ 35.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Nhưng từ sau Tết đến nay, thương lái chỉ thu mua với giá từ 4.000 đến 7.000 đồng 1 kg, lại rất khó tiêu thụ. Nguyên nhân do phía thương lái Trung Quốc không mua hàng vì dịch virus COVID-19. Sở Công Thương Đồng Nai rất lo ngại về tương lai của những mặt hàng nông sản với sản lượng thu hoạch lớn như xoài khoảng 110.000 tấn, mít khoảng 47.000 tấn, trôm trôm 155.000 tấn, sầu riêng 39.000 tấn sẽ không có kênh tiêu thụ vì đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch chính. Tại cửa khẩu, nhiều container nông sản đã được thông quan sang Trung Quốc sau nhiều ngày đình trệ. Tuy nhiên, các container chở nông sản Việt lại bị mắc kẹt bên kia cửa khẩu, đi tiếp không được, quay về cũng không xong. Nguyên nhân là không có xe phía đối tác tới bốc hàng do chính quyền địa phương phía Trung Quốc cấm các xe cộ đi lại trong thời điểm bùng phát dịch. Bộ Công Thương nhận định cần tính phương án với quả vải vì không chỉ ở Bắc Giang mà có thể nhiều tại địa phương khác như Hải Dương, Hưng Yên. Nếu như đến thời điểm đó, dịch bệnh tại Trung Quốc đã được khống chế, thị trường được giải tỏa thì rất tốt. Nhưng với tình huống xấu, chúng ta cần phải chủ động, không thể lúc nào cũng hô khẩu hiệu giải cứu cho các mặt hàng nông sản. Theo Bộ Công Thương thì khoảng 6 đến 8 tháng nữa là chúng ta thu hoạch mùa vải thiều, đúng không ạ? 90% vải thiều của chúng ta xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nếu chúng ta không tìm được cái thị trường thay thế thì cái thị trường nội địa của chúng ta có thể tiêu thụ được hết cái lượng vải thiều này không? Khi mà Trung Quốc thì vẫn đang dịch bệnh và vẫn chưa thể thông quan hoặc là có vấn đề gì đó xảy ra. Tôi nghĩ là đến cái thời điểm vải thiều thì cái dịch bệnh corona chắc cũng đã được kiểm soát trong khoảng từ 1 đến 2 tháng rồi. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh mà sản xuất vải thiều lớn nhất là Bắc Giang thì cũng đã có đặt vấn đề với Bộ Nông nghiệp về cái việc mà làm sao đẩy mạnh cái kết nối để tiêu thụ vải thiều trong nước cũng như là xuất khẩu. Thì về xuất khẩu thì Bắc Giang rất là chủ động trong cái việc mà tìm kiếm thị trường cũng như là làm việc với các cái đối tác phía Trung Quốc cũng như là cái thị trường tại Quảng Tây, cái thị trường mà nhập khẩu lớn nhất cái sản phẩm vải thiều vào Trung Quốc, và cũng đã có những cái cơ chế cụ thể thông quan riêng cho cái quả vải thiều sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng không, như chúng ta đã nói, thị trường trong nước là thị trường vẫn là đầy tiềm năng. Thì trong năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều các cái hoạt động kết nối để mà giới thiệu cái sản phẩm nông sản của phía Bắc và phía Nam cũng như là phía Nam đưa ra phía Bắc. Vậy cục chế biến và phát triển thị trường thì đã có những kịch bản nào nếu mà dịch bệnh corona của chúng ta bùng phát và tiếp tục kéo dài, sẽ có những cái kịch bản ứng phó như thế nào và chúng ta cũng sẽ phải có những cái giải pháp tiêu thụ nông sản ra sao trong thời gian tới ạ? Thì trên thực tế đây, như tôi nhắc lại đối với cái vải thiều thì vừa rồi thì là Nhật Bản cũng đã mở cửa cho chúng ta chính thức xuất khẩu cái quả vải thiều vào thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, vào thị trường này thì những cái yêu cầu về chất lượng cũng như là an toàn thì nó cũng sẽ rất là cao. Do vậy mà những cái sản phẩm chúng ta phải đáp ứng được, ngoài cái vấn đề chất lượng về mẫu mã bao bì ra thì phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm nữa. Thì với cục chúng tôi thì năm nay chúng tôi cũng đã có rất nhiều các cái chương trình xúc tiến thương mại để mà đẩy mạnh cái tiêu thụ nông sản thực phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới. Thì sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tham gia cái hội chợ về thực phẩm ở Dubai cũng như là sắp tới là cái hội chợ thủy sản tại Nhật Bản, rồi thêm vào đó nữa là thị trường các cái nước trong Liên minh Kinh tế Âu tại Nga, rồi thị trường Hoa Kỳ, Brazil, đó là những cái thị trường mà trong năm nay chúng tôi cũng sẽ có cái chương trình xúc tiến để đẩy mạnh xuất khẩu ở các cái thị trường này. Vâng, dịch bệnh corona bùng nổ thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng nó là khó khăn, thách thức, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam của chúng ta có thời gian nhìn lại, có thời gian chuyển mình, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn hơn, cũng như là xuất khẩu theo con đường chính ngạch nhiều hơn. Vậy thì hướng đi này trong năm qua, những năm vừa qua chúng ta cũng đã nói đến nhiều, song thực tế thì chúng ta cũng vẫn chưa phải là làm tốt. Vậy thì theo ông có bình luận gì về cái thực trạng này ạ? Trên thực tế thì chúng ta cũng biết là chúng ta nhập khẩu rất nhiều các cái loại nông sản rau hoa quả từ các nước khác với cái tiêu chuẩn rất là cao,
phục vụ một cái số đối tượng. Thì bây giờ hiện tại nếu như mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta quay trở lại phục vụ cho chính người dân của chúng ta. Và cái việc mà áp dụng các cái quy trình sản xuất rất tốt đó thì nó cũng là cái cơ sở mà để chúng ta ký kết các cái hợp đồng với các đối tác nhập khẩu. Ở đây có thể là đối tác Trung Quốc hay là những cái đối tác khác. Thì khi mà chúng ta làm được cái thực hành, các cái bước thực hành trong đường tốt về trồng trọt, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản thì chúng ta hoàn toàn có thể xuất khẩu được vào các cái thị trường khó tính cũng như là các yêu cầu của các cái đối tác, của các hệ thống tiêu thị mà. Thưa quý vị và các bạn, nếu như không có dịch corona thì nông sản nước ta cũng vẫn phải đứng trước nguy cơ của các loại dịch bệnh khác do diễn biến bất thường của thời tiết, và điều gì thì cũng có thể xảy ra. Việc mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại với các thị trường khác đã luôn được đặt ra. Tuy vậy thì việc thực hiện không dễ dàng một chút nào. Điều quan trọng nhất lúc này đó chính là các địa phương cần phải kiên trì khuyến khích nông dân của chúng ta sản xuất theo tiêu chuẩn, theo chuỗi và có liên kết. Nếu không thay đổi thì không trắng tay vì virus corona, cũng có thể lao đao vì những loại dịch bệnh khác, những biến động khác thường của thị trường. Và một lần nữa xin cực cảm ơn ông Lê Thanh Hòa đã đến đây, đã chia sẻ những quan điểm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Vâng, và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.